Chào thầy và các bạn, em tên là Hồ Minh Nghĩa, mã số sinh viên 18161252. Hôm nay em sẽ trình bày các vấn đề trong bài tập 1 mà thầy đã giao cho lớp hồi tuần rồi. Đầu tiên thì xin trình bày vi xử lý là gì. Vi xử lý microprocessor là một máy tính nhỏ hay một hoặc là một CPU được cấu tạo về các con transistor MOSFET. Hiện nay thì có con vi xử lý chứa hàng triệu con transistor được tích hợp với nhau trên một mạch, được sử dụng để tính toán, thực hiện các phép toán logic, kiểm soát hệ thống và lưu trữ dữ liệu. Vi xử lý sẽ xử lý các dữ liệu đầu vào và đầu ra, input, output, thiết bị ngoại vi và đưa ra kết quả trở lại để chúng hoạt động. Vi điều khiển là gì? Vi điều khiển microcontroller là một máy tính nhỏ, trong đó CPU, trong đó bao gồm CPU, bộ nhớ, bao gồm RAM, ROM, các thiết bị ngoại vi, timer, counter và các bộ vi xử lý để tích hợp với nhau trong một mạch thông qua một hệ thống bus. Vi điều khiển có thể dễ dàng giao tiếp với các thiết bị ngoại vi bên ngoài như qua các cổng nối tiếp, các ADC, DAC, Bluetooth, Wi-Fi. Quá trình giao tiếp diễn ra nhanh hơn khi so sánh với một bộ vi xử lý. Các kiểu cấu trúc tập lệnh của vi xử lý. Cái cấu trúc tập lệnh Complete Instruction Set Computer, tập lệnh này thì khá lớn và phức tạp, thường thì là nhiều hơn 300 lệnh, nên vì vậy cần rất nhiều thời gian để giải mã. Khả năng định vị rất là phức tạp do nhiều lệnh nên sẽ dẫn đến đập lâu và làm chậm hệ thống. Kiểu tập lệnh thứ hai là kiểu Reduced Instruction Set Computer, thì tập lệnh này thì rất là tập lệnh này là tập lệnh thu gọn và tốc độ thực hiện rất là nhanh, vì thực hiện đơn giản không yêu cầu sẽ cần cấu trúc phức tạp. Tiếp theo, các loại kiến trúc bộ nhớ của vi xử lý. Các vi xử lý đầu tiên thì sử dụng cấu trúc von Neumann, bộ nhớ dữ liệu. Cấu trúc này thì có bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình được đặt chung trong một bộ nhớ để xử lý một lệnh từ bộ nhớ hoặc yêu cầu từ input output. Nó nhận được lệnh thông qua một bus nhớ hoặc input output và đặt vào thanh ghi, xử lý nó trong các thanh ghi. Bộ xử lý có thể xử lý và lưu kết quả trong một bộ nhớ thông qua hệ thống bus. Nhưng kiến trúc này cũng có một số nhược điểm như là diễn ra chậm, quá trình truyền dữ liệu không đồng thời sẽ ra cùng một lúc vì chia sẻ với nhau cùng một bus chung. Sau này thì cấu trúc Harvard được phát triển. Trong cấu trúc Harvard thì bộ nhớ dữ liệu và bộ nhớ chương trình và các bus được tách biệt với nhau, do đó dữ liệu sẽ được truyền cùng lúc với nhau. Tiếp theo, ứng dụng của vi xử lý trong thế giới hiện đại ngày nay thì vi xử lý ứng dụng rất nhiều trong đời sống, từ các đèn giao thông, tiền giao thông điện tử, các bếp từ, cơm điện, điện thoại di động, máy tính, máy giặt, TV. Hầu hết thì các thiết bị này đều có thể nhận lệnh từ người dùng như là tăng giảm tốc độ, nhiệt độ và màu sắc để điều khiển các hoạt động theo ý muốn của con người. Nói cách khác thì các thiết bị này thông minh và có thể thực hiện theo chủ ý của con người. Hầu hết thì các thiết bị điện tử ngày nay thì gần như đều có ứng dụng của vi xử lý. Tiếp theo, ngôn ngữ assembly là gì? Ngôn ngữ assembly viết tắt là ASM là một ngôn ngữ thấp, chính xác hơn là ngôn ngữ thuộc thế hệ thứ hai hay dạng ký hiệu của ngôn ngữ máy. Assembly giúp mọi người nhìn rõ hơn mối quan hệ giữa các thành phần chức năng bên trong máy và hệ điều hành để thực hiện chỉ thị lập trình cho máy tính thay vì các dải 0 và 1. Việc học ASM cũng giúp mọi người tìm hiểu thêm về kiến trúc phần cứng của máy tính, cách chúng hoạt động và tương tác với nhau. ASM có thể tương tác rất sâu với hệ thống, chúng có thể giao tiếp trực tiếp với các phần cứng và bắt chước hoạt động theo ý người lập trình. Tiếp theo là vì sao ngôn ngữ C đây được chọn cho vi điều khiển. Thì C là một ngôn ngữ rất là thông dụng trong kỹ thuật vi điều khiển. Về cơ bản thì sử dụng ngôn ngữ này thay cho ngôn ngữ bậc thấp là giảm tải cho lập trình viên về việc nghiên cứu, kỹ thuật định và xây dựng các cấu trúc giải thuật.
chương trình viết bản ngôn ngữ bậc cao cũng sẽ được một số phần mềm máy tính gọi là phần mềm biên dịch chuyển sang dạng học ngữ trước khi đưa vào trước khi chuyển sang mã của máy. Khi sử dụng ngôn ngữ C thì người lập trình không cần hiểu sâu sắc về cấu trúc của bộ vi điều khiển, có nghĩa là với một người chưa quen với bộ vi điều khiển trước đây cũng sẽ có thể xây dựng một chương trình nhanh chóng hơn, không mất thời gian tìm hiểu. Việc sử dụng các chương trình đã xây dựng trước đó cũng dễ dàng hơn, sử dụng đồng bộ hoặc sửa chữa một chút. Tiếp theo là giải thích chức năng của hoạt động các hành nghi BC. Start status là hành nghi BC. Chức năng của hành nghi BC là phổ biến chương trình BC, lưu trữ địa chỉ của ô nhớ, chứa lệnh thực hiện tiếp theo. Chưa được tạo hoạt động là hành nghi BC, chứa địa chỉ của ô nhớ, chứa lệnh đầu tiên của chương trình. Khi nó được nạp vào bộ nhớ, khi CPU thực hiện xong lệnh thì địa chỉ ô nhớ chứa lệnh tiếp theo sẽ được nạp vào hành ghi PC. Kích thước của hành ghi PC phụ thuộc vào thiết kế của CPU. Các kích thước thông dụng là 8, 6, 32 và 64 bit. Hành ghi Stack hiện chức năng của hành ghi Stack Stack là một vùng bộ nhớ mà ở đó ngoài việc chi xuất trực tiếp các ô nhớ địa chỉ, người ta thêm vào hai thao tác chính là bus bỏ vào và bóp lấy ra. Stack thường được dùng làm nơi lưu trữ tạm thời các giá trị trung gian hoặc dùng trong việc gọi chương trình con. Stack hoạt động khi cất là bus cho một thông tin được cất vào ngăn xếp thì nội dung của hành ghi sẽ được giảm, thông tin cất vào ngăn nhớ sẽ được trỏ bởi hành ghi. Khi lấy ra là hoạt động bóp một thông tin được ra khỏi ngăn xếp thì nội dung của hành ghi sẽ giảm, thông tin được đọc từ ngăn nhớ được trỏ ra với hành ghi. Khi ngăn xếp rỗng thì hành ghi trỏ vào đáy. Nguyên tắc làm việc của Stack là vào sau thì ra trước, có nghĩa là những hành ghi nào lưu vào Stack sau cùng sẽ được lấy ra trước. Cuối cùng là hành ghi trạng thái hay còn gọi là hành ghi cờ, chức năng là chỉ ra trạng thái của CPU với kết quả kiểm tra so sánh và tính toán với các thanh ghi hoạt động. Những bit trên thanh ghi này được gọi là thanh ghi cờ. Có hai loại cờ là cờ trạng thái và cờ điều khiển. Cờ trạng thái phản ánh kết quả của phép toán, cờ điều khiển dùng để cho phép hay không cho phép một thao tác nào đó. Các bit cờ thì được sử dụng như là các điều kiện trong các lệnh nghe nhánh để tạo logic cho chương trình. Kích thước của thanh ghi phụ thuộc vào thiết kế của CPU. Sau đây em xin hết phần trình bày bài tập 1. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.